Bây giờ vụ án đã có manh mối mới. Vụ án của chúng ta đã bước sang một giai đoạn mới rồi. Hãy bắt đầu lại từ đầu. Đầu tiên là cái chết do tai nạn của Liễu Hồng Nhan. Chúng ta xác nhận đây là một vụ giết người. Chúng ta đã nghi ngờ một số người như Lao Hoa, Bàn Bác, Triệu Hòa Lâm, Đỗ Thành Nghĩa. Trong quá trình theo dõi, Đỗ Thành Nghĩa đã nổ bị thương. Vậy thì theo manh mối mới nhất, trong nhóm lợi ích này, Triệu Hoài Sơn, anh trai của Triệu Hoài Lâm, chủ tịch công ty dược phẩm Hạ Thành, có hay không có động cơ giết người? Tôi thấy là có khả năng hai người họ là anh em họ. Nếu như nhóm lợi ích này trước mắt vẫn còn có người còn sống, thì bọn họ rất có khả năng giết những người khác để độc hưởng lợi ích của mình. Phục Lãng, anh thấy sao? Tôi thì cảm thấy mọi người nói đều rất đúng. Nhưng mà có một vấn đề là vì sao họ phải bắt buộc giết Liễu Hồng Nhan và Đỗ Thành Nghĩa? Tôi ví dụ nha, bốn người bọn họ có thể cùng nhau kiếm tiền. Điều đó ít nhất chứng tỏ Liễu Hồng Nhan và Đỗ Thành Nghĩa hữu dụng trong chuỗi lợi ích này. Vậy nếu hắn chết thì sao? Hai anh em này đã kiếm đủ tiền rồi, cho nên không muốn làm nữa. Hoặc là Liễu Hồng Nhan và Đỗ Thành Nghĩa đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Vậy theo những gì cậu nói thì có vẻ như thực sự không cần phải giết, đúng không? Cũng có thể là Liễu Hồng Nhan và Đỗ Thành Nghĩa đã bắt được nhược điểm gì đó của hắn ta, cho nên hắn ta không thể không ra tay giết người. Nè, tôi cảm thấy có khả năng này. Chúng ta hãy xem xét kỹ dữ liệu của công ty phát triển dược phẩm này để xem có được manh mối gì không. Tôi và Tiểu Dương đã kiểm tra ghi chép về tài khoản ngân hàng của công ty ba người Liễu Hồng Giang, Đỗ Thành Nghĩa, Triệu Hoài Lâm và các sản phẩm bán chạy của họ. Về cơ bản, cứ 2 hoặc 3 năm sẽ có một bằng sáng chế dược phẩm được bán cho công ty sản xuất dược phẩm của Hạ Thành để sản xuất. Phân tích của tôi là có thể Liễu Hồng Giang hoặc Đỗ Thành Nghĩa sử dụng người của chính mình mua bằng sáng chế dược phẩm với giá rất rẻ và bán cho công ty sản xuất dược phẩm Hạ Thành. Còn chủ sở hữu của công ty sản xuất dược phẩm Hạ Thành thì sao? Đó chính là Triệu Hoài Sơn. Và Triệu Hoài Sơn dùng nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ để mua vào với giá cao. Đúng như vậy, có khả năng là để rửa tiền. Nhiều năm như vậy, tổng cộng công ty này đã bán ra 7 bằng sáng chế dược phẩm cho công ty sản xuất dược phẩm Hạ Thành. Nhưng trong đó chỉ có một điểm bất đồng. Tôi phát hiện ra 11 năm trước, vụ giao dịch đầu tiên chính là bán cho công ty sản xuất dược phẩm Hạ Thành với giá cực cao. Tên gọi là Diên Trang Tâm Hơn, một loại thuốc điều trị bệnh tim, bán với giá cực cao cho công ty sản xuất dược phẩm Hạ Thành. Và chính tôi và Tiểu Dương cũng đã đi hỏi thăm tất cả các hiệu thuốc, nhưng mà không ai biết về loại thuốc này. Nhưng 6 loại còn lại vẫn được bán. Vậy thì lâu quá rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Dùng một cái giá trên trời để mua bằng sáng chế một loại thuốc trong vòng 10 năm lại không thấy bán ra. Chuyện này có chút không đúng rồi. Nhưng mà có một điểm quan trọng là tôi và Tiểu Trương tới công ty sản xuất dược phẩm Hạ Thành hỏi thăm dược sĩ và một số nhân viên của họ, nhưng thậm chí họ còn không biết loại thuốc đó. Ủa? Đang họp đó, nghiêm túc chút đi. Tôi không nghĩ họ sẽ sử dụng bằng sáng chế không có thực để rửa tiền đâu. Đương nhiên rồi. Ở đây có khả năng là chân tướng của sự thật bị che đậy. Không phải là tôi cứ thắc mắc không hiểu được lý do mà bắt buộc hai anh em nhà họ giết Liễu Hồng Nhan và Đỗ Thành Nghĩa. Bằng sáng chế thuốc có số tiền lớn như vậy, loại thuốc lại bị mất tích. Có thể đây là nguyên nhân mà bọn họ mưu hại lẫn nhau. Ủa? Sao lại không ai quan tâm tới loại thuốc này vậy? Không biết là có bí mật gì đây. Có lý đó. Rốt cuộc trong chuỗi lợi ích của bốn người này chỉ duy nhất một loại thuốc là không rõ ràng thôi. Nè Phạm Dân, đi điều tra về những nhân viên cũ 11 năm trước của công ty sản xuất dược phẩm Hạ Thành, ngoại trừ Triệu Hoài Sơn. 10 năm trước, công ty sản xuất dược phẩm Hạ Thành đã cho tất cả dược sĩ thôi việc. Hiện tại công ty sản xuất dược phẩm Hạ Thành hầu như không ai biết đến Diên Trang Tâm Hơn này. Vấn đề chính là nằm ở đây. Cô nói coi, tại sao bọn họ lại cho thôi việc tất cả dược sĩ? Không thể nói là thôi việc được. Có được đền bù tiền trợ cấp đây đâu. Chính là cho thôi việc. Nè, à đúng rồi. Cô có chắc là bây giờ chúng ta phải đi tìm Hạ Khánh Quốc, dược sĩ duy nhất còn ở công ty sản xuất dược phẩm Hạ Thành không? Ít nhất thì đây là người duy nhất mà có thể liên lạc được. Vậy bây giờ chúng ta đến nhà ông ta luôn sao? Một phòng khám nhỏ. À...
thoải mái thiệt đó. Cậu thấy sao? Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái nha. À, đúng là có người đang kéo anh. Đi, biến đi. Nhớ kỹ nha, trong vòng 2 tiếng nữa không được tắm. À, bác à, đừng có nói là 2 tiếng, anh ta cả ngày có tắm đâu. Dạ, đừng có làm buồn. Tiếp tục đi bác sĩ, thoải mái thiệt đó. Bác sĩ à, tôi thấy phòng khám này của bác cũng được quá ha. Muốn mở một cái như vậy thì phải mất bao nhiêu tiền? Phòng khám cá nhân, mặt bằng không lớn, nhìn thì nhỏ, nhưng mà đầy đủ trang thiết bị. Nếu như lắp đặt hết tất cả các trang thiết bị thì có giá khoảng 30 vạn. 30 vạn. Vậy thì 30 vạn này của bác có phải tất cả đều là tiền phụ cấp của công ty sản xuất dược phẩm Hà Thành không? Bao nhiêu năm rồi, chuyện này vẫn còn nằm trong lòng tôi, không đâu vào đâu hết. Vậy thì bác kể cho chúng tôi nghe đi. Chuyện này chắc chắn là chuyện của hơn 10 năm trước rồi. 11 năm. Chính xác là 11 năm. Tôi nhớ là năm đó, công ty của chúng tôi nhận được quyền sản xuất một loại thuốc tân dược chuyên điều trị cho bệnh tim, có tên là Diên Nang Tâm Hân. Bác có biết là công ty nào đã nhận quyền cho mọi người không? Không biết. Lãnh đạo đã ra quyết định là trực tiếp sản xuất luôn. Bác nói tiếp đi. Lô đầu tiên sau khi được sản xuất thì đưa ra thị trường rất nhanh. Nhưng mà ước chừng cũng chưa đầy một năm thì công ty đã dính vào mấy vụ kiện cáo. Lý do là uống loại thuốc này gây chết người. Chủ tịch sắp xếp nhân viên đi tiêu hủy hết loại thuốc này và còn để cho mấy người dược sĩ chúng tôi được nghỉ hưu sớm. Đây rõ ràng là tiêu hủy chứng cứ mà. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng chúng tôi cũng đâu có cách nào đâu, là lãnh đạo sắp xếp mà. Bác ơi, bác có biết bây giờ có ai có loại thuốc này hay không? Không có đâu. Không có ai có đâu. Vậy thì bác đã từng kiểm tra loại thuốc này rồi chứ? Bác có cảm thấy loại thuốc này có vấn đề gì không? Cậu thanh niên, loại thuốc này, khi cậu kiểm tra đó, thì cùng lắm là biết được thành phần. Nhưng với một loại thuốc mới, điều quan trọng nhất chính là phản ứng lâm sàng. Nếu không, cậu chỉ biết được thành phần của nó. Vậy những thành phần này có tác dụng như thế nào với cơ thể người? Vậy thì bác nghĩ sao về chuyện này? Tôi thì có thể nghĩ gì chứ? Ai dùng thuốc này đều đã xảy ra sự cố. Còn sau đó xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không biết. Vậy năm đó vụ việc này không có lên báo đài sao? Chuyện này tôi cũng thấy lạ. Tôi nhớ là lên báo đài khoảng một lần. Nhưng mà không biết sao nữa. Sau đó thì đến ngay cả tin tức về loại thuốc này cũng biến mất. Đúng vậy, không còn tin tức gì. Vì chuyện này mà bao năm nay vẫn là một vướng mắc chưa tháo gỡ được trong lòng của tôi. Còn nhiều vậy sao? Ê, tôi thấy kỳ lạ nha. Mọi người nói coi, chúng ta đã tìm nhiều như vậy, sao vẫn chưa tìm được chứ? Hay là năm đó không có đăng báo? Không đúng, Phùng Lãng. Anh có nhớ không, bác Hà nói truyền hình đã từng phát tin về chuyện này. Chính phủ cũng đã nghiêm khắc xử lý. Có thể là đây chính là chân tướng sự thật bị che đậy. Loại thuốc này gây chết người, báo đài không dám phản ánh sự thật. Chắc hẳn nhóm lợi ích nhỏ này đã động tay động chân vào rồi. Có lẽ Liễu Hồng Giang và Đỗ Thành Nghĩa đã nắm được thóp trong đó, nên mới dẫn tới bị ám sát. Chuyện đã qua nhiều năm rồi, cho dù có nắm thóp gì cũng không đến nỗi là phải giết người. Như vậy hoặc là bây giờ bọn họ mới nghĩ tới việc phản bội. Phản bội ra sao? Chuyện này thì tôi cũng không biết. Nhưng mà theo tôi đoán thì Liễu Hồng Giang và Đỗ Thành Nghĩa biết được loại thuốc này chưa được thử nghiệm lâm sàng đầy đủ đã được bán ra thị trường rồi gây chết người. Hai người bọn họ lấy chuyện này để uy hiếp hai anh em bọn họ. Còn những chuyện khác thì tôi không nghĩ ra. Năm đó báo đài đăng tin thế nào hả? Không biết nữa. Chúng ta tiếp tục tìm thôi. Mọi người tìm tiếp đi.
Alo, Đại Lư Tử, tới lúc cậu phát huy tác dụng rồi đó, hả? Tìm gần chết luôn. Tin tức sao rồi? Đúng là trùng hợp, anh đoán là ai đưa tin? Liễu Hồng Nhan. Phùng Đại Thám Tử tài ba thông minh. Nói đi. Chuyện về loại thuốc mà nói, tất cả có hai tiết mục, đều là do Liễu Hồng Nhan làm hết. Lúc đó bà ta rất trẻ và còn rất xinh. Nói vào vấn đề đi. Nhưng mà đó không phải là chuyện về thuốc giả mà cậu nói. Tôi đã xem chương trình của Liễu Hồng Nhan rồi, nói về việc người dân ác ý bôi xấu xí nghiệp, rồi sau đó đâm đơn kiện công ty sản phẩm dược phẩm. Tập thứ hai là người dân thu kiện. Sao lại như vậy chứ? Người mà lần trước xảy ra chuyện á, Triệu Hoài Lâm, anh biết chứ? Chính là ông ta giúp công ty sản phẩm dược phẩm kiện cáo đó. Sau đó thì ông ta thắng vụ kiện. Vậy sao? Không phải chứ. Chuyện lớn như vậy sao chỉ có hai tờ báo đăng thôi? Thì công ty sản phẩm dược phẩm cũng đã thắng kiện rồi. Chủ tịch của nó cũng không sao hết. Còn có chuyện gì mà tiếp tục quay nữa? Đúng là không thể tin nổi. Đổi trắng thay đen. Sao vậy? Vậy có ai trong công ty dược phẩm chịu sự trừng trị của pháp luật không? Anh nghe không hiểu hả? Người dân không chịu sự trừng phạt là rất tốt rồi. Đây là do người dân bôi nhọ công ty sản phẩm dược phẩm. Anh nghe lầm rồi hả? Alo. Được, cô cứ đặt đi. Được rồi. Đi. Ê, anh không mời em được bữa hả? Xuống xe. Trời. Không phải chứ, cái gì vậy? Không bằng đi ăn đồ nướng vỉa hè nữa. Thịt gì mà dai dữ vậy? Là do anh gốc thôi. Cái này mà sao lại so với đồ ăn vỉa hè? Có chỗ nào không giống nhau chứ, cô coi. Một bên dùng đĩa, một bên dùng tâm. Cô coi đi. Chỉ có gió là không giống nhau thôi. Mau ăn đi. Anh ăn đi. Ăn nhanh lên, chút nữa còn phải về tăng ca. Được, ăn cơm rồi có nhắc tới chuyện tăng ca nữa. Anh nói coi, năm đó Liễu Hồng Nhan và Triệu Hoài Lâm đã lợi dụng báo đài để thay đổi trắng đen, vậy thì đồng nghĩa với không có vụ án thuốc giả rồi. Chẳng trách là không điều tra được. Được rồi, nếu theo tôi nghĩ thì nó chắc chắn là có. Bác Hà cũng chẳng có lý do gì mà nói dối chúng ta hết đâu. Nhưng mà tôi lại nghĩ không ra. Cô nói coi Liễu Hồng Nhan đã có tham dự vào hành động năm đó, thì cô ta có tư cách gì để khiếu nại hai anh em và bọn họ dẫn tới bị giết chứ? Cũng đúng. Nè, bọn họ bây giờ chưa chắc đã là do vụ thuốc giả mà giết hại lẫn nhau đâu. Dù sao người đáng thương nhất vẫn là người bị hại. Chứ còn nói sao nữa. Anh nói coi, thuốc này gây chết người. Những người bị chết do dùng loại thuốc giả này tội biết là bao. Vốn chỉ là bị bệnh nặng rồi, để có thể tiếp tục sống không phải bỏ ra nhiều tiền để mua loại thuốc đắt như vậy. Kết quả thì sao? Bọn người làm thuốc giả đó sẽ không được chết tử tế đâu. Phục vụ à, bên này. Món súp lúc nãy tôi chọn, nhanh lên chút nha. Cô vừa nói cái gì? Phục vụ, món súp nhanh lên. Cô nói chuyện chính đi, khi nãy cô nói là... Tôi nói nhiều như vậy, sao mà nhớ hết được chứ? Bọn người làm thuốc giả đó sẽ không được chết tử tế đâu, là con này. Ăn hôm nay cứ ăn thoải mái đi, tôi trả tiền được không? Có mấy thứ trái cây này thôi hả? Phục vụ, cho thêm hai viên bích tích vào đắt nhất nha. Có còn nhớ lúc đầu có người nạc danh tới đài truyền hình tố cáo Triệu Hoài Lâm không? Chúng ta đã nghi ngờ Đỗ Thành Nghĩa, nhưng mà hiện tại có vẻ như Đỗ Thành Nghĩa đã nắm được nhược điểm của Chiên Năng Tâm Hân. Vì vậy ông ta không thích hợp để làm chuyện này. Cho nên tôi cảm thấy chuyện tố giác là một người khác. Là ai? Tôi vốn cho rằng hung thủ là người có lợi ích trong vụ thuốc giả, giết người để che đậy chân tướng sự thật. Nhưng mà tại sao hung thủ lại không phải là người bị hại trong vụ thuốc giả này chứ? Cũng có thể là người nhà của người bị hại. Giống y như tôi nghĩ, bọn người làm thuốc giả đó sẽ không được chết tử tế. Phải rồi,
Vậy thì chúng ta có nên điều tra các nạn nhân của vụ án thuốc giả hay không? Cái này thì dễ kiểm tra. Chúng ta có thể kiểm tra danh sách những người đã chết vì dị ứng 11 năm trước. Khó khăn duy nhất là chúng ta phải loại trừ các thành viên trong gia đình của họ ra khỏi khả năng trả thù. Phạm Nhân, cùng tôi vào kho dữ liệu để kiểm tra xem năm đó đã có những người dân nào từng tới báo ăn. Không thành vấn đề. Có thể. Đây mới chính là chân tướng sự thật bị che đậy. À, cuối cùng mình đã đoán trúng rồi. Giỏi thật đó. Sao vậy? Hả? Sao vậy? Sao vậy? Dạ. Ngon không? Phùng Lãng à, dữ liệu cho thấy 11 năm trước có 10 bệnh nhân đã chết vì dị năng tâm thần. Có 7 người nhà của họ đã khởi kiện công ty sản xuất Hạ Thành và đều bị thua kiện. Đây là tài liệu mang về từ đài truyền hình. Có một người nhà của nạn nhân bị té từ trên lầu xuống tử vong. Con gái ông ta ở nước ngoài, còn hai người khác cũng đã di dời rồi. Vậy anh biết nguyên nhân tại sao không? Vẫn chưa điều tra được gì. Hai vụ ngoại ý muốn kia cũng giống như cái chết của Liễu Hồng Giang, lợi dụng lý do sự cố ngoại ý muốn để giết người. Vậy thì không bình thường rồi. Tôi nói với cô, nếu không phải hai anh em và họ Triệu sát hại Liễu Hồng Giang và Đỗ Thanh Nghĩa thì vụ án thuốc giả của 10 năm trước là nguyên nhân của vụ việc giết người này. Người và nạn nhân trả thù. Lần này chân tướng sự thật bị che giấu, từ từ hé lộ rồi. Ê, vậy bây giờ chúng ta điều tra từng người của nạn nhân mà đã chết trước đó. À, hai bệnh nhân còn lại, một người tên là Lý Minh, độc thân, không có con cái. Người còn lại là Dương Triệu Phân, sau khi dùng viên đan tâm hưng rồi bị suy tim cũng chết luôn. Chồng là Lã Di Dân, một tháng sau bị tai nạn rồi chết. Cậu xem đi, có liên quan không? Nè, xem đi. Tôi đến rồi. Rồi sao nữa? Đi lên trên. Tới rồi. À, nè, chờ chút. La Chi Dân, sao mà quen dữ vậy ta? La Chi Dân, La Chi Dân, La Chi Dân, La Chi Dân. Ồn quá đi, bộ cô có quen sao? Không, khi tôi điều tra về mấy vụ kiện cáo trong mấy năm qua của Triệu Hoài Lâm, dường như đã nghe cái tên này. La Di Dân. Cô làm việc có thể nào ngăn ngắp hơn một chút được không? Anh giỏi cái gì hả? Nè, đang kiếm tài liệu cho anh mà. Đội trưởng Bả, là ông ta đã kiện Triệu Hoài Lâm. Là vì vợ ông ta kiện công ty sản xuất thuốc mà ông ta lại chết trong vụ tai nạn xe hơi. Vậy thì có nghĩa là... Nè, phòng dữ liệu gửi cho tôi thông tin của La Di Dân rồi. La Di Dân là một dược sĩ, chết vì tai nạn giao thông. Năm 2009 ông kiện công ty dược phẩm, trước phiên tòa cuối cùng thì chết vì tai nạn xe. La Di Dân là một dược sĩ, đã điều tra rồi kiện công ty dược phẩm, vậy thì công ty dược phẩm này chắc chắn phải lụi tàn. Tai nạn xe, cái chết ngoài ý muốn, không phải là đáng hoài nghi sao? Vợ chồng ông ta đều chết, có khả năng đây là một vụ mưu sát. Trên thông tin còn nói La Di Dân vẫn còn có một đứa con trai, năm nay 28 tuổi, có tên là La Vĩnh. Đội trưởng Phùng. Lạ quá. Tới rồi. Ném xuống. Thank you.
ném xuống rồi. Nhìn thấy rồi. Cậu đi tìm Lão Qua, còn tôi đi tìm Triệu Hoài Lâm. Có thể Triệu Hoài Lâm sẽ gặp nguy hiểm. Alo. Alo, ông Triệu Hoài Lâm. Tôi là Mã Thiết Lâm của đội cảnh sát hình sự đây. Ông đang ở đâu? Mấy người có thấy phiền không hả? Nếu muốn bắt tôi thì mang theo lệnh bắt người tới đây. Thông báo về cục, vị trí theo dõi tín hiệu điện thoại của Triệu Hoài Lâm. Rõ. Ủa, cảnh sát Phùng tới rồi sao? Uống gì không? Lão Qua, hay là tôi phải gọi cậu là La Dịch mới đúng. Đi thôi, qua chỗ tôi ngồi một chút. Sát Phùng, ba tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông 10 năm trước. Tại sao tôi phải báo thù cho ông ấy chứ? Cậu cũng đã biết được cái chết của Liễu Hồng Nhan là do mưu sát. Cậu thực sự không biết về cái chết của ba cậu hay sao? Lão Qua, cậu là người rất thông minh, và cậu cũng biết tôi đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi đó. Cảnh sát Phùng, cứ cho là cái chết của ba tôi là do mưu sát, với cuộc sống bây giờ của tôi thì tôi cần gì phải báo thù chứ? Cậu đừng có quanh co với tôi, chuyện này không tốt gì cho cậu đâu. Khốn kiếp! Alo, alo, Phùng Lãng, ông ta chết rồi. Cái gì? Cho dù chúng ta có ba đầu sáu tay cũng không thể tiếp tục nghi ngờ La Hoa nữa. Thả cậu ta đi. Phùng Lãng, anh phấn chấn lên đi. Chuyện này rất kỳ lạ, nhưng mà chúng ta nhất định sẽ tìm ra manh mối thôi. La Qua đang nói xạo, chắc chắn là cậu ta nói xạo. Đúng, cứ cho là La Qua biết được cái chết của ba mình là do mưu sát, nên báo thù cho ba cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng cái chết của Liễu Hồng Giang và cái chết của Triệu Hoài Lâm thì cậu ta có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Còn chuyện Đỗ Thành Nghĩa bị thương nặng, có khả năng là Triệu Hoài Lâm làm. Ngược lại thì có thể tới sát thủ. La Qua mặc dù có bằng chứng ngoại phạm, nhưng mà cái chết ngày hôm nay của Triệu Hoài Lâm càng chứng tỏ phán đoán của chúng ta là đúng hay sao? Vụ án thuốc giả 10 năm trước, Liễu Hồng Nhan lợi dụng phương tiện truyền thông để tránh nạn tìm nhẹ đổi trắng thay đen. Triệu Hoài Lâm thì giúp công ty sản xuất thuốc trong các vụ kiện. Đỗ Thành Nghĩa vẫn còn trong băng đảng, cậu ta chắc chắn có cơ hội tiếp tay cho tội ác. Ngọn nguồn của chuyện này bắt đầu từ việc Triệu Hoài Lâm bán thuốc giả. Chúng ta đã kiểm tra tất cả băng ghi âm cuộc gọi camera của La Qua rồi. Cậu ta thậm chí không có cơ hội để kiếm một sát thủ nữa. Tôi hiểu rất rõ La Qua, nếu cậu ta muốn báo thù sẽ không nhờ tới sát thủ, cậu ta sẽ tự làm. Trời ơi, chị không phải là càng không có khả năng sao? La Qua có người yêu là Liễu Hồng Nhan, chúng ta có rất nhiều cảnh sát, nhưng thậm chí không có một chút manh mối nào hết, thì cậu ta có thể nói thật sao? Cách thức cậu ta gây án là gì? Tôi không biết, đội trưởng Mã. Mặc dù tôi không có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh sự nghi ngờ về La Qua, nhưng mà chúng ta vẫn còn một cơ hội cuối cùng để xác minh suy luận của tôi. Nếu kẻ giết người là La Qua, thì Triệu Hoài Sơn đã gặp nguy hiểm rồi. Nè cục cưng, mẹ đút cho con ăn nha. Nè, ngoan quá. Ông chủ, có cảnh sát kiếm không? Chào ông Triệu. Đi, con đi với mẹ ra ngoài chơi đi.
Đi, chúng ta đi chơi nha. Thật ngại quá ông chủ Triệu, đã trễ như vậy rồi còn tới làm phiền ông. Có một chút chuyện muốn hỏi thăm ông thôi. Anh cảnh sát, tôi thực sự không biết Triệu Húc Nam đi đâu rồi. Có khi nó bỏ trốn cùng đám bạn bè đầu đường xó chợ của nó. Nếu như tôi có tung tích của nó, tôi sẽ báo cho các anh đầu tiên. Hôm nay chúng tôi tới đây không phải là để hỏi thăm Triệu Húc Nam. Hả? Em trai của ông là Triệu Hoài Lâm đã chết rồi, ông nghĩ như thế nào? Cậu nói tới Triệu Hoài Lâm, thực ra thì nó làm luật sư bao nhiêu năm rồi, tránh sao khỏi có một vài kẻ thù. Về cái chết của nó, tuy là tôi rất buồn, nhưng tôi cũng đã tới tuổi gần đất xa trời, tôi còn biết làm sao đây. Vậy thì ông có nghi ngờ ông ta có thù oán với ai không? Tôi không biết. Vậy ông thấy La Di Dân có khả năng hay không? Ai? La Di Dân. Tôi không quen. Vậy thì người nhà của La Di Dân thì sao? Vậy thì tôi càng không quen họ. Tôi nói cho anh nghe nè, rốt cuộc mấy anh muốn làm gì đây? Ông Triệu à, tôi hy vọng ông hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi nghi ngờ rằng cái chết của em ông có liên quan tới một vụ án hơn 10 năm trước. Hơn 10 năm trước, công ty sản xuất dược phẩm Hạ Thành của ông đã sản xuất một loại dược phẩm tên là Nhi Nan Tâm Hơn. Tôi không biết. Công ty sản xuất dược phẩm Hạ Thành của chúng tôi chưa bao giờ sản xuất loại viên nang gì đó. Các anh có phải điều tra sai vụ án rồi không? Đúng, chuyện của 10 năm trước, nếu ông không thừa nhận cũng không có cách gì khác. Nhưng điều tôi muốn nói bây giờ là có thể ông đang gặp nguy hiểm. Ông cần phải hợp tác với chúng tôi, tiết lộ điều gì đó đi. Tôi nói nghe nè, đã trễ như vậy rồi, 3 ngày cảnh sát xông vào nhà tôi, nói toàn là chuyện gì đâu không. Mấy người muốn làm gì đây? Tôi có quyền nghi ngờ cảnh sát các người ác ý và vu khống tôi. À, ông Triệu, ông đừng kích động. Chúng tôi chỉ muốn đến hỏi ông một số chuyện thôi. Xin ông hãy phối hợp. Trước hết, tôi cũng không có gì muốn nói với các người. Huống gì tôi cũng không hề quen người có tên là La Di Dân. Tôi cũng không có nguy hiểm gì cả. Giúp việc, mau ra tiễn khách đi. Đi. Xin chào. Lâu chị Lưu, lâu ngày quá. Xin chào. Chị ngồi đi, chút nữa nói chuyện với chị sau. Cảnh sát Phùng, mặc dù tôi không tìm được phương thức gây án của cậu, nhưng trực giác của tôi mách bảo cậu chắc chắn có vấn đề. Cảnh sát Phùng, nước Anh có một câu tục ngữ: kẻ không tự tỏ ra mình thông minh mới là người thông minh. Tôi nghĩ anh nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chắc chắn không như vậy đâu. Cần Ly, cậu thực sự không muốn nói gì với tôi hay sao? Tôi nói anh nghe này cảnh sát Phùng, theo suy luận của anh thì tôi thực sự có khả năng là kẻ sát nhân duy nhất trong toàn bộ vụ giết người sao? Nhưng đó chỉ là phán đoán từ góc độ của anh. Nếu như đứng ở góc độ của Chúa Trời mà suy nghĩ thì tôi có thể không phải là hung thủ. Không cần tới Chúa Trời đâu, chuyện này tôi làm thay cho ông ấy là được rồi. Cảnh sát Phùng, tôi đặc biệt muốn làm bạn với anh.
Hoài Sơn, cái người tên là Di Dân đó có phải là... Xem ra tôi phải phản đòn lại rồi. Diệt trừ tận gốc. Sắp xếp để tôi vào thăm tù. Tôi muốn gặp một người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.